Xin chào các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ trình bày cho các bạn về cái môn học cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Thì do đợt dịch cúm vừa rồi á, thì trường chúng ta đã bắt đầu chuyển sang hình thức là học online. Thì hy vọng là các bạn có thể tham gia cái khóa học online này một cách chủ động hơn thông qua việc là xem các video đã được chia sẻ trên kênh YouTube này. Và các bạn sẽ tiến hành cái việc đó là thảo luận, trao đổi thông qua hai cái kênh. Một trong hai kênh đó là kênh trên diễn đàn môn học và trên cái kênh YouTube, comment trực tiếp trên cái YouTube này, và nhớ like, share nhé. Tôi sẽ bị trở thành một cái YouTuber bất đắc dĩ đây. Rồi, trước khi nói về cái tầm quan trọng của cái môn cấu trúc dữ liệu này thì chúng ta phải xem xét đến cái mục tiêu của cái ngành là công nghệ thông tin, ngành IT. Đó, thì ngành công nghệ thông tin này thì nó sẽ có cái mục tiêu đó là gì các bạn? Nó sẽ có hai cái mục tiêu, đó là mô phỏng thế giới thực, đúng không? Đầu tiên đó là mô phỏng thế giới thực, tất cả các vật thể, các đối tượng ở bên ngoài thế giới là nó tồn tại ở cái dạng là chúng ta có thể sờ, có thể cầm nắm, có thể thấy được, thì chúng ta sẽ đưa vào bên trong máy tính, lưu trữ thông tin từ bên ngoài vào bên trong máy tính, đúng không? Ví dụ như các hóa đơn, thông tin sinh viên, thông tin trường học, thông tin của giao dịch thương mại, vân vân, đều có thể lưu được vào bên trong máy tính. Đó, thì đây là bước đầu tiên, đó là lưu trữ. Sau khi đã lưu trữ xong, nó sẽ tiến đến một cái bước cao hơn, và đây chính là cái động lực để cái ngành công nghệ thông tin nó phát triển, đó chính là tự động hóa quy trình. Nếu như trước đây chúng ta phải xử lý số liệu, xử lý thông tin, đúng không, bằng tay, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ phải xử lý nó một cách tự động thông qua cái quá trình mà xử lý tính toán nhanh của thực giải. Đó. Như vậy hai cái mục tiêu này là hai cái mục tiêu lớn nhất. Đó. Nhưng mà nếu nói một cách sâu xa thì nó lấy cái nguyên lý của triết học, đó là giải phóng sức lao động, tức là chúng ta cố gắng là làm cho mọi thứ đều gọi là hiệu suất ngày càng cao, thì ngành công nghệ thông tin nó được cái lợi điểm là nó tạo ra những cái phần mềm, tạo ra những cái dịch vụ mà giúp giải phóng sức lao động rất là tốt. Thế thì đối với cái phần đầu tiên á, là mô phỏng thế giới thực á, thì chúng ta sẽ có cái phần đầu tiên, nội dung đầu tiên của môn này, đó chính là cấu trúc dữ liệu. Đối với phần thứ hai là tự động hóa quy trình, thì để mà có thể tự động hóa được quy trình thì chúng ta phải có những cái giải thuật rất là tốt, chạy rất là nhanh, và con người không cần phải can thiệp vào bên trong cái quy trình xử lý tính toán này nữa, thì đó là cái phần giải thuật. Đó. Thì đây là một từ cái xuất phát điểm là mục tiêu của ngành công nghệ thông tin chúng ta đưa đến là cái vai trò của cái môn này, môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Ở đây chúng ta có một cái khái niệm mà tôi đề xuất là như thế này, không biết các bạn thấy được không? Đó là cái từ IT á, trước đây chúng ta hay viết tắt là chữ Information Technology, đúng không? Thì bây giờ tôi đề xuất đó là nó viết tắt của chữ Information Automation, khoa chữ I và chữ T. Thì tại sao chúng ta lại nên sử dụng cái khái niệm viết tắt này? Đó, cái khái niệm viết tắt này á, nó sẽ giúp cho chúng ta có cái ý đồ trong đầu, đó là có cái ý niệm trong đầu, đó là chúng ta sẽ cố gắng định hướng là chúng ta sẽ phải đưa ra những cái ứng dụng, đúng không? Làm sao có thể tự động hóa được cái quá trình xử lý của con người. Còn cái từ Information Technology nó rất là chung chung và nó không có tính định hướng. Thế nào là công nghệ? Công nghệ là gì? Đúng không? Nó không có giúp cho chúng ta cái quá trình định hướng. Còn tự động hóa thì nó sẽ biết à, cái quy trình này nó đang diễn ra như thế này, chúng ta có thể cắt bớt quy trình để cho nó gọn hơn được hay không, có thể làm tự động bước này bước kia bước nọ được hay không, đó thì nó giúp cho chúng ta định hướng được tốt hơn. Đó là cái đề xuất của mình như vậy. Tiếp theo đó là nội dung của môn học này, chúng ta sẽ học về những cái vấn đề gì. Đó, thì nó sẽ có các đề mục như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ học về thuật toán trước, về giải thuật trước, thì nó sẽ có một số cái chiến lược để thiết kế giải thuật. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có là giải thuật quay lui, chia để trị, quy hoạt động, tham lam. Thì đây là những cái giải thuật rất là tổng quát và được sử dụng rất là nhiều trong thực tế. Tiếp theo đó là một số cái cấu trúc dữ liệu động, đó, như là danh sách liên kết, ngăn xếp, hàng đợi. Thì nếu như trong cái môn cấu trúc, trong cái môn gọi là nhập môn lập trình đó, chúng ta học một số cái cấu trúc dữ liệu tĩnh như là mảng, ma trận, thì trong môn học này chúng ta sẽ học những cái cấu trúc dữ liệu động là danh sách liên kết, hàng đợi, ngăn xếp. Tại sao chúng ta lại sử dụng cái cấu trúc dữ liệu động? Để cho cái quá trình mà lưu trữ thông tin nó được linh hoạt hơn, đúng không? Nó sẽ tùy biến và tối ưu hơn.
Tiếp theo đó là chúng ta sẽ học về thuật toán tìm kiếm và sắp xếp. Thì tôi mong các bạn nhớ trong đầu như thế này nè. Hai cái thuật toán được sử dụng nhiều nhất trong cái ngành công nghệ thông tin này đó chính là tìm kiếm và sắp xếp. Không tin các bạn thử xem coi. Cái công cụ mà các bạn sử dụng nhiều nhất hiện nay trên mạng internet đó là gì? Có phải là Google Search không? Đâu có ngẫu nhiên mà Google Search họ làm ra một cái công cụ miễn phí nhưng mà họ là một trong những cái công ty giàu nhất thế giới, đúng không? Một trong những thôi. Thì là do chúng ta sử dụng cái công cụ này hàng ngày, đúng không? Hàng ngày chúng ta lên mạng internet là để tìm kiếm thông tin, tìm kiếm một cái gì đó, đúng không? Nhưng mà để mà tìm kiếm tốt á thì chúng ta phải sắp xếp tốt. Chúng ta lấy ví dụ, chúng ta có một cái căn phòng và chúng ta muốn tìm một cái đồ vật như là chìa khóa trong chiếc căn phòng này chẳng hạn. Nếu như cái phòng này được sắp xếp một cách lộn xộn á, đúng không? Thì cái việc tìm kiếm chìa khóa là tương đương với bài toán là vé cạn. Chúng ta phải lục lên từng món, từng món, từng món, kiểm tra xem cái món đồ đó có phải là cái vật cần tìm, cái chìa khóa hay không. Nhưng nếu như cái căn phòng này được sắp xếp tốt, tức là đồ vật trong phòng được để ngăn nắp, đúng không? Được để đúng cái thứ tự hàng ngày nó được để, thì khi mà chúng ta mất một cái món đồ nào đó chúng ta tìm, thì chúng ta đến ngay cái vị trí đó để chúng ta kiểm tra. Đó, như vậy nó sẽ tối ưu rất là nhiều. Như vậy muốn tìm kiếm tốt thì phải sắp xếp tốt. Và ngược lại, đó, cái hướng đối ngẫu ngược lại, để mà sắp xếp tốt á, thì chúng ta phải có những cái bước tìm kiếm tối ưu, đúng không? Phải có những cái bước tìm kiếm cái phần tử nó phù hợp để mà đặt nó vào đúng vị trí. Như vậy muốn sắp xếp tốt thì phải tìm kiếm tốt. Hai thuật toán này là hai thuật toán được sử dụng nhiều nhất trong ngành công nghệ thông tin. Và cuối cùng đó là chúng ta sẽ học về các cái cấu trúc dữ liệu là cây, bảng băm và đồ thị. Thì đây là ba cái cấu trúc dữ liệu mà phục vụ cho các thuật toán nâng cao về sau. Tiếp theo đó là quy ước. Cho dù một cái tổ chức lớn hay bé, đúng không, muốn vận hành một cách trơn tru á, thì chúng ta phải có những cái quy ước ban đầu khi làm việc với nhau. Thì lớp học này cũng không ngoại lệ. Lớp học này chúng ta sẽ có những cái quy ước như sau. Đầu tiên đó là cái ngôn ngữ lập trình. Có rất nhiều ngôn ngữ lập trình hiện nay, ví dụ như là C cộng cộng nè, Pascal nè, hồi xưa chúng ta học Pascal nè, rồi Java nè, C Sharp, PHP, Python, vân vân. Thế thì mỗi một cái ngôn ngữ lập trình đó thì đều có những cái nhiệm vụ riêng của nó. Nhưng mà cái C cộng cộng là một trong những cái ngôn ngữ gọi là tuyệt vời để học trong cái môn học này. Nó chúng ta sẽ cài đặt các thuật toán, cài đặt các cấu trúc dữ liệu bằng C cộng cộng. Hiện thực hóa nó thì chúng ta sẽ hiểu bài nhiều hơn. Và trong thực tế thì cái hiệu năng của C cộng cộng nó cũng rất là cao. Và đi kèm với cái việc mà viết cái mã nguồn C cộng cộng á, thì chúng ta có rất nhiều những cái IDE, cái trình soạn thảo mã nguồn. Thì trong cái khóa học này thì tôi sử dụng là Visual Studio Code. Bạn nào mà sử dụng Windows thì có thể sử dụng Visual Studio cũng được. Còn tôi đang sử dụng cái hệ điều hành nhân Unix là máy Mac thì có thể là sử dụng trực tiếp là Visual Studio Code. Thì đối với lại cái bạn nào mà sử dụng cái hệ điều hành nhân Unix thì nó sẽ có sẵn cái trình biên dịch bên trong máy. Chúng ta có thể sử dụng cái trình biên dịch là GCC hoặc là G cộng cộng, tương ứng với ngôn ngữ C ha. Còn đối với lại bạn nào sử dụng hệ điều hành Windows thì trong Visual Studio nó có luôn cái trình biên dịch ngôn ngữ C cộng cộng của riêng nó rồi. Rồi tiếp theo đó là làm bài tập hàng tuần một cách đầy đủ. Học thì phải đi đôi với hành. Chúng ta tưởng tượng là nếu như mà chúng ta chỉ học lý thuyết không á, thì tay này nó sẽ trôi qua tay kia, nó sẽ không còn có ngưng động được cái gì hết á. Khi chúng ta tự tay chúng ta cài đặt nó, chúng ta sẽ hiểu nó hơn. Trong quá trình mà code thì chắc chắn nó sẽ va phải những cái bất cái lỗi và ta sẽ thấy những cái lỗi logic nào đó, thì cái việc tìm ra được những cái bất á, thì giúp cho chúng ta là có cái góc nhìn trọn vẹn về cái vấn đề mà chúng ta đang tìm hiểu. Cuối cùng cũng rất là quan trọng đó chính là tăng cường cái việc trao đổi và chia sẻ cái kiến thức với lại những cái người xung quanh. Cái việc này thì nó quan trọng như thế nào? Đó là trong quá trình mà chúng ta học á thì chúng ta sẽ hiểu mang máng đó. Và đôi khi là chúng ta hiểu sai. Thì cái việc mà các bạn chia sẻ với lại những cái bạn mà ngồi xung quanh, chia sẻ với lại thầy cô thì giúp phát hiện ra là mình hiểu cái vấn đề đó nó chưa trọn vẹn, nó chưa chính xác.
Do đó thì cái việc đặt câu hỏi và thảo luận thường xuyên á, thì đây là một trong những cái quy ước, những cái yêu cầu rất là quan trọng của cái khóa học này. Rồi, tiếp theo đó là tài liệu tham khảo sử dụng cho môn học này. Chúng ta sẽ có thể sử dụng cái tài liệu tiếng Anh hoặc là tiếng Việt. Đối với tài liệu tiếng Việt thì chúng ta sẽ sử dụng cái giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật của thầy Đỗ Văn Nhơn và thầy Trịnh Quốc Sơn. Đối với tài liệu tiếng Anh thì chúng ta có thể tham khảo cuốn Data Structure and Algorithm Analysis in C++. Còn một cái tài liệu tham khảo nữa mà nó hơi nhạy cảm tôi không đưa vô đây, đó chính là kênh YouTube. Các bạn lên trên YouTube, các bạn thử tìm kiếm với cái từ khóa về cấu trúc dữ liệu, data structure hoặc là cấu trúc cây hoặc là binary tree ví dụ vậy, thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều tài liệu và rất nhiều tài liệu hay. Nhưng mà cái việc sử dụng YouTube này á thì nó cũng hơi nguy hiểm ở chỗ đó là do nó có quá nhiều tài liệu dẫn đến là nó dễ bị sao nhãng. Chúng ta có thể bị sao nhãng bởi những cái nội dung không liên quan, ví dụ như là những nội dung về giải trí, rồi tin tức vân vân, thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái quá trình học tập của mình. Tuy nhiên thì tôi vẫn khuyên là các bạn cũng nên thử tìm tòi, mày mò những cái tài liệu ở trên kênh YouTube này. Còn tôi thì không đưa luôn ở đây. Cuối cùng là cái phần đánh giá môn học, thì tôi nghĩ đây là cái phần các bạn cũng rất là quan tâm. Và kết thúc môn học này thì điểm của các bạn sẽ được đánh giá như thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ có bốn cột điểm được chia tương đối là đồng đều nhau. Cái phần mà đầu tiên á, chính là điểm quá trình. Thì nội dung của cái điểm quá trình này á, điểm quá trình này sẽ được bao gồm đó là điểm các bạn chuyên cần và thực hiện cái việc seminar nhóm cuối kỳ chiếm 20%. Tiếp theo đó là điểm thực hành, thì đây là do giáo viên thực hành quy định. Nhưng mà cái phần điểm thực hành này có thể sẽ bao gồm các điểm bài tập hàng tuần, điểm thi giữa kỳ cuối kỳ, vân vân. Sau đó sẽ là điểm thi giữa kỳ lý thuyết. Đó. Lưu ý là trong cái thực hành nó sẽ có thực hành giữa kỳ và thực hành cuối kỳ. Còn cái điểm thi giữa kỳ này sẽ là điểm thi giữa kỳ lý thuyết là chiếm 20%. Cuối cùng đó là phần thi cuối kỳ, thi viết là chiếm 40%.